chữ tiểu tiện khó khăn, đái dắt, đái buốt. À, dễ rau đắng, hạt vông vang, nhân trần, mộc thông, hạt mã đề, cỏ lá tre, mỗi vị 8g, cỏ bấc 2g, sắc uống ngày một thang. B. Rau đắng 12g, hoạt thạch 10g, mã đề 8g, mộc thông 5g, sắc uống ngày một thang. Rau đắng, tên khác, cây càng tôm, biển súc, mụ khuyết, biển biện họ rau răm bộ phận dùng toàn cây thu hái vào lúc ra hòa dùng tươi hoặc phơi khô tác dụng dược lý cao nước và cao cồn rau đắng làm tăng khả năng đông máu cao nước hoặc cao cồn của lá tiêm tĩnh mạch gây hạ huyết áp ở mèo thỏ và chó rau đắng gây co bóp tử cung cô lập và tử cung tại chỗ của động vật thí nghiệm tác dụng tương tự như nấm cựa gà rau đắng có tác dụng lợi tiểu làm săn hạ sốt sát khuẩn và trị run tính vị công năng. Rau đắng có vị đắng nhạt, tính bình, có tác dụng lợi tiểu, tiêu sưng, giải độc. Rau đắng được dùng chữa kết lị, táo bón, đái rắt, đái buốt do viêm hoặc sỏi thận, sỏi bàng quang, ung nhọt, sưng tấy, giã đắp ngoài và uống trong. Phù, lở ngứa chảy nước vàng, phụ nữ ngứa âm hộ, trẻ em bị run. Liều dùng ngày 10 đến 20 g rau đắng khô nấu nước uống. Dùng ngoài, rau đắng tươi giã nát, thêm nước gạn uống, bã đắp, chữa rắn cắn, trong y học cổ truyền Trung Quốc, rau đắng là thuốc hạ nhiệt và lợi tiểu, điều trị sốt rét nhiệt đới, phù, thuốc bổ trong suy nhược thần kinh, yếu mệt sau khi khỏi bệnh cho người cao tuổi, thuốc cầm máu chống viêm và chữa run. Dạng thuốc dẻo của cây trị một số bệnh về da. Để làm thuốc bổ, dùng liều một lần 10 gram, chữa sốt rét nhiệt đới và trị run bằng liều mỗi lần từ 5 đến 25 gram. Trong y học cổ truyền Ấn Độ, rau đắng được coi có tác dụng bổ, hạ sốt, sát khuẩn, lợi tiểu, cầm máu và chị run. Chị đái tháo đường, thấp khớp, sốt, lất bên ngoài và bên trong. Nước sắc của cây trị lị tiêu chảy, viêm phế quản. Chị chảy máu và kinh nguyệt nhiều. Cao được dùng làm thuốc cầm máu, hạt có mùi thơm và có tác dụng gây nôn và tẩy mạnh. Ở Liên Xô trước đây, chế phẩm từ rau đắng là thuốc gây co hồi tử cung cho phụ nữ sau khi đẻ. Bài thuốc có rau đắng. 1. Chữa viêm bàng quang cấp tính. Rau đắng 12g, tỳ giải, bồ cung anh, Mối vị 20g, sai hô hoang cầm, hoạt thạch, cù mạch, mỗi vị 12g. Mộc thông 6g. Nếu tiểu tiện ra máu, thêm sinh địa, chi tử sáo đen, dễ cỏ chanh mỗi vị 12g, sắc uống ngày một thang. 2. Chưa tiểu tiện ít và khó. Do đắng mộc thông, sa tiền tử, cụ mạch, sơn chi tử, hoạt thạch, mỗi vị 12g. Đại hoang 8g, chích cam thảo 6g, sắc uống ngày một thang. 3 chưa tiểu tiện khó khăn, đái dắt, đái buốt. À, dễ rau đắng, hạt vông vang, nhân trần, mộc thông, hạt mã đề, cỏ lá tre, mỗi vị 8g, cỏ bấc 2g, sắc uống ngày một thang. B. Rau đắng 12g, hoạt thạch 10g, mã đề 8g, mộc thông 5g, sắc uống ngày một thang. 4. Chữa sưng tấy, đau nhức. Rau đắng khô băm nhỏ ngâm rượu, dùng xoa bóp hàng ngày hoặc cây tươi từ 15 đến 20g, giã nát, thêm nước gạn uống. 5. Chữa rắn cắn, trẻ đau bụng run. Rau đắng, cỏ nọc rắn, mỗi vị 40-60g, sắc uống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác